Liệt không ai vậy? Thì như người dân bản địa, bản xứ ở đây thì cho biết cồn này đã nổi lâu rồi, vào những cái tháng ngày. Không khí của buổi chiều ngày hôm nay thấy rất là vui vẻ, trời cũng dịu mát chứ cũng đông người nữa. Dạ. Sao mà? Thấy tắm mát mẻ rồi, sạch sẽ đó. Chứ lại cái nữa, tắm nó thoải mái lắm. Chú ở đi, lại đâu chú? Ở Vĩnh Thành chứ. Bảy bảy tuổi. Tắm cảm nhận. Ở Hà Tiên rồi đi nghe rồi đêm hôm mấy nhỏ nó coi trong đây nè. Rồi mới thấy vậy đi xuống đây cho biết chỗ. Trời ơi, ở Hà Tiên là gì? Tắm cồn mà rồi sao cô? Thoải mái dữ dằn luôn. Cô đi lần đầu hả? Lần đầu tiên à mới. Cô biết hồi nào tới giờ? Hồi lúc 1 giờ tới giờ. Dạ, ở số 10 chị Tôn á. Rồi hay tin đến chị nói mà tắm để mà hết bệnh đó là không phải. Đó là chúng ta là lọt vào cái sự dị đoan mê tín. Là chúng ta đó là tin nói rằng là tắm hết bệnh. Nếu hết bệnh thì mọi người ai cũng dồn dập để mà đi tắm hả, phải không? Có chừng tắm, có chừng là không còn cái chỗ chứa đó. Nhưng mà chúng ta hiếu kỳ cái là thấy cái cồn này nó lạ, rồi chúng ta mới đi tắm. À, mà nó nổi cát có quay mấy hôm dài thì có nó nổi lú lú gì nè, cũng như là ít thôi chứ cũng không có nhiều. Nước cạn nhiều hả? Dạ, nước cạn thì nó bài cao, cũng như nó bài cũng hơi hơi gì thôi chứ cũng không có. Rồi có nghe. Kêu ngoại xuống luôn ngoại ơi. Cái cồn như thế nào, nó có những cái điểm gì và hiện tượng gì để chúng ta noi gương theo giáo lý của Đức Thầy tiên tri để chúng ta biết mà chúng ta tu hành. Có chàng quèo gì vậy? Người ta hưởng ứng phong trào này nhiều ghê thế anh. Phải ta coi trên mạng đó anh. Thưa quý vị, tiếp tục đợt 2, chúng tôi tiến thẳng ra ngoài cồn sông Quầm Nao. Dân người ta thường nói đi núi được gọi là du sơn, còn đi tắm cồn được gọi là ngoạn thủy. Hôm nay có một cái cuộc ngoạn thủy ghi hình lại cho quý vị đồng xem, hưởng ứng trong phong trào cồn nổi gần gộ của mấy ngày nay ha. Mấy chú này lội vô bờ luôn nè, nó cạn đến mức mà từ đây lội vô bờ luôn nè. Ghe tàu của buổi chiều ngày hôm nay bắt đầu đến tấp nập ha. Xa quý vị nhìn thấy nè, thôi ơi bay luôn hả, quá lội à, dặn động viên bơ lội mà ta bay như wow. Ghe tàu đồ tới quá chèn rồi quý vị ơi. Ở trong bờ bắt đầu ghe nó túa ra nè. Người dân ở bản địa, bản xứ nơi đây thì cho biết ngày hôm nay không bằng ngày hôm qua. Hôm qua còn đông dữ dội hơn nữa. Chào quý vị ơi. Hello. Rồi bà con ở đây hiếu kỳ cũng trở về đây tắm ha. Chèn bà con đó nè. Đây quý vị ơi, sống nhau ăn uống đồ này kia nè. Quá. Có còn một cái trong ngưỡng này ngày này thì bà con hưởng ứng cái phong trào này vô cùng kịch liệt không quý vị. Thì như người dân bản địa, bản xứ ở đây thì cho biết cồn này đã nổi lâu rồi, vào những cái tháng mà nước rộng hơn nữa thì đây nổi lên bờ luôn, đá banh ở đây được mà.
đó là có từ lâu rồi, nhưng mà không hiểu sao sức mạnh của những trang mạng xã hội gần đây thì lại kéo về nơi đây để hưởng ứng cái phong trào như thế này. Đây quý vị ơi. Đây, trời ơi, xuống luôn kìa, xuống, nhảy xuống. Nhảy xuống. Rồi, hôm nay nó nhảy, vui ha. À, như là những cái bãi tắm nổi tiếng à. Thấy cảm giác sao cô? Cô ơi, thấy cái cảm giác tắm cồn sao cô? Thoải mái dữ dằn luôn. Cô đi lần đầu hả? Lần đầu tiên à, mới à. Biết hồi nào tới giờ? Hồi lúc 1 giờ tới giờ. Dạ, ở số 10. Số 10 chị Tôn á. Rồi hay tin đến đây tắm một lần chơi cho vui ha. Đúng rồi nha, nói nè, ham quá này đi lần cho biết. Thôi nhân dịp ngày tắm cồn này, cô có đôi lời nào gửi cho bà con gần xa mình nghe cho nó vui nè. Chúc cho hết tất cả những mấy anh mấy chị cô bác thì tắm ở đây về cho thoải mái, mạnh khỏe, thoải mái, vui tươi. Lúc nào cũng dạo này hạnh phúc. Cô rất là vui vẻ quá vậy. Chào. Thưa quý vị ơi, thì những người xa xa ở nơi đây đều trở về nơi đây để tắm một lần, thì ai cũng trên môi nở một cái nụ cười vui hết trơn á. Thưa quý vị, thì một cái điều đáng nói hơn nữa thì những cái cồn khác, trên có cồn, dưới có cồn, thì điều đó là điều bình thường. Nhưng mà tại sông Vàm Nao nổi cồn thì đó mới là một cái chuyện người ta hiếu kỳ á. Và đối với tôi thì chuyện nổi cồn thì đó là bình thường. Thì ở đây là có lâu đời từ 30-40 năm về trước rồi, nhưng mà gần đây thì lại xôn xao. Tắm lâu mau rồi cô? Tắm nãy giờ. Rồi thấy không khí nước này sao cô? Nước ở đây thì trong mát. Thoải mái. Cô cảm nhận ngày hôm nay như thế nào cô? Bữa nay thấy bà con cô bác đông vui. Cô từ đâu đến? Ở gần ở đây. Yeah. Dạ. Chị gần tới đây là còn có lâu rồi, phải không? Lâu rồi. Cỡ lúc đó chắc cũng còn nhỏ vậy lắm mà. Chị có khi nào mà nó nổi lên luôn không? Dạ. Có khi nào mà nó nổi cát lên luôn không? Có quay mấy hôm gài thì có nó nổi lú lú gì nè, cũng như là cũng ít thôi chứ cũng không có nhiều. Dạ. Nước cạn nhiều hả? Dạ, nước cạn thì nó bài cao, cũng như nó bài cũng hơi hơi vậy thôi chứ cũng không có. Còn có nghe người ông bà xưa tới sông Vàm Nao này có cá đồ lớn không? Cái đó thì không nghe. Cũng như mình ở đây ở đất phạt thì chắc ông độ mình chứ cũng không có gì. Nghe nói hồi xưa cá hô bự gì đó. Có hồi đó ông cha chị là chăn lưới cá hô á. Gì hả? Chăn lưới năm đó là ông chín mười mấy con đó. Là con bự không? Con trăm mấy chục ký đó. Gì hả? Ừ. Tại vì ông cha chị chăn lưới cá hô, nói ông Năm Hổ ở Vàm Nao á. Gì hả? Là người ta biết à, tại vì mấy anh YouTube ở dưới Long Xuyên ở dưới á, cũng lâu lắm rồi, mấy ảnh cũng có lên quay phim đồ kia đó. Quay ông cha chị lên nữa. Dạ. Bây giờ chúc một tiếng cho bà con được tắm cồn, được vui vẻ, được chơi. Chúc bà con, cô bác ở đây vạn sự như ý, mạnh giỏi, khỏe mạnh. Cô ha. Gì đây? Lâm Sầm Mẫn. Lâm Sầm Mẫn. Của Hà Tiên hay là Vũng Tàu đó ha, có những cái bờ chuối nè, làm bè chuối lên đây để tắm nữa nè. Chào mấy cô. Đi lội lội chỗ đó nó sâu. Cảm giác thế nào cô? Mát. Mát hả? Cô tắm nhiều không? Nhiều. Nước này nó mát mà nó trong nữa. Rồi thấy không khí của buổi chiều ngày hôm nay thấy rất là vui vẻ, trời cũng dịu mát, với cũng đông người nữa. Dạ. Sao mà người ta hưởng ứng phong trào này nhiều như thế anh? Tại ta coi trên mạng đó anh. Đó là vui lắm rồi. Anh ủa đi vô vậy? YouTube vậy. Lâm Sầm Mẫn. Lâm Sầm Mẫn.
Ủa mới đi vô hả? Ủa đi vô tôi mới ra sao tại? Ra vô đưa ra lại mà. Lên đi nha. Đi đi mình đi. Chàng ơi quá đông rồi. Ủa sao tôi mới vô ra đi vô đó em. Ôi ơi. Thưa quý vị ơi, thì tất cả các lực lượng của công an thì ta chặn hai đầu, bởi vậy có một cái lượng người ta nó khiêm tốn chút xíu, chứ không mà thôi là chỗ này là dữ dội luôn đó. Tạo một cái này có sáng chế vô cùng hay ho ha, tạo một cái bè chuối nè. Thấy trong bầu không khí hay sao bạn Thống? Rất là vui luôn. Lần đầu tiên anh đến đây hả? Hôm nay là cái bữa đầu tiên mình đi xuống đi chơi, cũng là đi tham quan luôn nha các bạn. Hưởng ứng phong trào quá chèn ghe đang tới nữa rồi nè. Thưa quý vị, thì dễ sống những ngày hôm nay không hiểu sao bà con đến đây tắm, và những thông tin nói rằng tắm đến đây hết bệnh đồ trắng da đồ á, không có không không ừ. Em bé người dân bản xứ này xác định là không bình thường nha quý vị, tắm cho mát sạch sẽ thôi. Vừa có nhạc vừa tắm vui lắm mấy bạn ơi. Có nhạc luôn hả? Thầy ơi, có cái lo nhạc nữa kìa. Nếu như không khí như thế này nữa là chỗ này được diễn ra là khu du lịch tắm cồn Vàm Nao luôn. Trên sông Vàm Nao. Nếu như gì hoài là diễn ra khu du lịch luôn là được không? Có khi được. Được có lý không? Làm ăn được không? Như vậy là diễn ra khu du lịch là người dân đây là làm ăn được lắm mà nha. Giữ xe rồi cho thuê xuồng đồ cái này kia đồ cũng được. Hồi xưa thì nó cứ cao hơn bây giờ, tại do lúc trước là người ta lấy cát làm người ta lấy cát đó các bạn, người ta khai thác cát á, do một phần khai thác cát nhiều quá cho nên bây giờ nó sẽ bị ít lại, cho nên nó không có còn được nhồi cao như lúc trước nữa, bây giờ nó sẽ kiểu như là nó hơi thấp hơn một tí thôi. Hồi xưa là cao luôn hả? Hồi xưa là rất cao nha anh, cao hơn bây giờ thôi chứ không phải là rất cao. Đây mọi người tắm rất là vui nha các bạn. Anh chị nào đi á mà mình đi lên đó là ở Cần Thơ lên đó em, thì mình đi qua cái ngã ba Di Tôn bên phải, chạy lên tới chỗ là phà Bắc Nâng Gù. Vừa qua Bắc Nâng Gù thì mình quẹo phải, mình chạy khoảng cái chừng vài trăm mét có chợ á, vừa tới chợ quẹo phải xuống cái đường khoảng 1m mấy 2m thôi các bạn, xuống tới cái phà nãy gì tên vậy anh? Phà cái đầm. Phà cái đầm xong mình đi phà qua bên phía bên đây, xong rồi mình đi lộ bộ khoảng rẽ trái khoảng vài trăm mét rồi bắt đầu mình đi ghe bắt ghe xuống, hoặc là mình qua pha cái đầm bắt ghe xuống nha các bạn. Ok đây rất là vui luôn kìa. Quá thế bà gì ơi, đây có ông đồng đạo nữa hay gì nè. Thôi ơi, hình ảnh vô cùng tuyệt vời ha. Quá thế sung rồi. Ê, cảm giác sao cô? Cảm giác mình tắm mà còn sao chú? Thấy tắm mát mẻ rồi, sạch sẽ đó. Chứ lại cái nữa tắm nó thoải mái lắm. Chú ở đây là ở đâu chú? Ở Vĩnh Thành chứ. Hay tin là nào mà lên chú? Mẻ quá. Tắm ở đây là 2 bữa rồi. Hai bữa rồi. Mẻ luôn. Hai bữa rồi mình ở một tấm nào đó mình lên mới tình hình cho cứ nghe coi. Tên gì? Con nói sao? Nói bà cụ nay mấy mưa còn sức khỏe thì tắm cồn.
bà bà cũ hả? 77 tuổi. Tắm cảm nhận sao? Hà Tiên. Ở Hà Tiên rồi đi về nghe, rồi đêm hôm mấy nhỏ nó coi trong đây nè. Dạ. Rồi mới thấy vậy đi xuống đây cho biết chỗ. Trời ơi, ở Hà Tiên là di chuyển lại đây luôn quý vị ơi. Dạ. Ở đâu cô? Ở Hà Tiên. Hà Tiên nghe các bạn. Cô từ Hà Tiên. Cô xuống tới với dạ ở nước mặn đi xuống lên nước ngọt tắm luôn rồi cô đi bữa nay rồi cô còn đi nữa không cô hả cô hả bữa nay đi với người ta chở đi đây gì gì á ở nhà mấy giờ cô bắt đầu đi rồi ở nhà sáng mời 6 giờ rưỡi đi rồi đi mà núi đi núi Ba Thê xuống rồi xong rồi lên núi rồi xong rồi mới xuống đây dạ tắm này cảm giác nó mát không mát khỏe luôn con ai tin tưởng là hết bệnh luôn hả tắm này là hết bệnh luôn hết bệnh luôn con đi núi 3 ngày bữa 20 ba ngày lội bộ luôn không tắm được cô năm nay nhiêu tuổi rồi cô 77 tuổi con 77 tuổi mà còn rất là tốt khỏe rất là tốt như các bạn cô còn ở sông nữa nè cô còn năm nay mình tắm ở đây tất cả bệnh hoạn nghiệp chướng mình gửi lại tại đây nha cô gửi lại tại đây mình về mình khỏe nha dạ cậu ở đây nhiệt độ mình hết đau luôn không ơi cho cháu cứ khách vô rồi vô đây sào mỏng quá anh vậy anh Tâm sào mỏng quá không Lâm sào mỏng hả sào mỏng hình như là anh có coi kênh của em rồi có không hình như đã có coi hay gì dạ vô ơi qua vô cái gì ơi không nhớ là coi cái chương trình gì vậy? Em quay thuyết giảng không chào cô thưa quý vị thì trong những ngày này bà con cô chú hưởng ứng phong trào vô cùng kịch liệt chương trình tắm sông ha tắm sông Vàm Nao tắm cồn đây thưa quý vị thì đối với người dân thì tắm sông tắm cồn đó là một niềm vui ha thì tôi nhớ không lầm ngày xưa tức là ngày xưa tức là bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô A Di Đà Phật kính thưa toàn thể quý vị được biết hôm nay cũng là một cái ngày nhân duyên mà kênh của anh em đi đó là đi tại đó là cái cồn Vàm Nao cũng đã giếng xong và thấy những anh em người ta thường tắm rất là đông mà hôm nay hai anh em ngồi lại để mà chia sẻ theo giáo lý của thầy và những cái sự là cái cồn như thế nào nó có những cái điểm gì và hiện tượng gì để chúng ta noi gương theo giáo lý của đức thầy tiên tri để chúng ta biết mà chúng ta tu hành kính thưa toàn thể quý vị đức thầy dạy câu là cá không ăn muối cá ương chẳng nghe lời dạy lâm đường trong gai hay là giảng kinh đọc tụng chiều mai làm theo lời chỉ ngày rày gặp ta vậy thì chúng ta muốn để mà gặp đức thầy đến ngày Long Hoa Đại Hội thì chúng ta phải làm sao phải ráng nghe lời thầy dạy để làm gì đến ngày Long Hoa Đại Hội chúng ta sẽ được gặp đức thầy ban thưởng mà đức thầy hò hẹn với chúng ta là can qua dân chúng chớ buồn lo tích đức chờ ta chúng hẹn hò tiên cảnh Phật đài xem rực rỡ hoàn cầu đến đó ấm cùng no và hai nữa bây giờ chúng ta là đồng đạo là người xa lạ không quen biết nhưng mà sau này đến ngày Long Hoa Đại Hội là chúng ta sẽ được gặp nhau mà chẳng những các nước nếu mà làm hiền lành lánh dữ sau này Long Hoa Đại Hội sẽ được gặp đức thầy ban thưởng tuy ngày nay xa cách sở tề sao thầy tớ gặp nhau Phật cảnh hay là bây giờ cái sở người tề hiền lương đến hội cũng kề với nhau vậy thì đức thầy xuống đây mở đạo không phải là mở riêng đất nước Việt Nam của chúng ta không mà sau này nếu các nước người nào tu hiền làm lành lánh dữ mà sau này đến ngày Long Hoa Đại Hội sẽ được gặp thầy hết đó.
mà Đức Thầy câu là ước mơ thế giới lăng hòa hảo, nhà Phật con tiên hé miệng cười. Vậy thì Đức Thầy chúng ta không phải xuống đây mà mở riêng mới đạo đất nước Việt Nam không, mà cũng là để mà cái sự dạy tất cả chúng sanh để tu hành sau này thoát khỏi ta bà. Vậy thì lời nói đầu tiên tôi kính chúc cho toàn thể quý vị trên cộng đồng mạng tu theo giáo lý của Thầy và theo chân lý của Phật dạy, để đến ngày Long Quang Đại Hội chúng ta sẽ được gặp Thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ kính thưa toàn thể quý vị, để tiếp theo đó là về cái sự mà cái cồn của ở Dầm Nao. Kính thưa quý vị, cái quyển nhất mà Đức Thầy Ngài đã đi dạo Lục Châu đó, Đức Thầy đã tiên tri trước, và Đức Thầy đã tiên tri những cái cảnh khổ và những cái việc ở thế trần nó đều có những việc lạ kỳ lắm. Mà Đức Thầy nói là sau đây nhiều chuyện ly kỳ kể sao cho xiết vậy thì dân ơi. Đó. Thì bây giờ quý vị thấy ly kỳ đó là cái cồn tại sao nó không sụp, tại sao mà nó không không nổi lên ngay chỗ mà cái Dầm Nao, mà nó nổi trên Dầm Nao một chút, và kế tiếp đó là nó trên cái bình thủy và nó nằm sát cái cồn mà sát cái lò gạch. Bên kia thì Mỹ Hội Đông, chứng giữa Dầm Nao, bên này thì Bắc Cả Đầm, mà nó mọc lại bên kia quý vị. Thì đó là tôi nghĩ đó là cũng không có cái điểm gì, và cũng như là nó mọc từ hồi xưa đến nay lận, mà bây giờ nó lại thấp như thế, mà bà con cô bác hiếu kỳ ra để mà tắm cũng rất là mát mẻ. Và quý vị biết rằng cái cồn đó đó nó cũng gần mà cái cũng gần Dầm Nao mà hồi xưa mà Đức Thầy đã tiên tri đó. Đức Thầy nói là mặt dưng mắt dạng từ bi thuyền đi trở ngược về thì Dầm Nao, dòm xem thiên hạ lao sao, không ghé nhà nào cũng gọi về câu, con sông nước chảy dầm cầu, ngày sau có việc thảm sầu thiết tha, chừng ấy nổi dị phong ba, có con nghiệt thú nuốt mà người hung, đến chừng thú ấy phục tùng, bá gia mới biết người khùng là ai. Vậy thì khi mà Đức Thầy đi dạo Lục Châu đó, chỗ nào Thầy cũng ghé hết, nhưng mà đặc điểm tới Dầm Nao Thầy không ghé. Thầy giống như là một ông lái đò để chèo thuyền giữa cái con sông đó để mà hò hát cho biết rằng chúng sanh biết rằng sau này ngay chỗ Dầm Nao này sẽ có ông Năm rất là to lớn và trị những người hung. Mà trong cái bài Ngày Thầy Trở Lại đó có đoạn mà Đức Thầy nói đó, ông Út bà Út biết không, khi Năm chèo nổi lên không phải nó nuốt riêng một nước mình nghe ông Út bà Út, mà các nước cũng bị nó nuốt nè. Nếu là người hung thì bị nó nuốt hết tất cả, còn người hiền thì đứng đó nó cũng chẳng làm gì, mà tu hành như bò ốc đây thì đứng coi chứ có sao đâu. Còn người hung thì chư thần lôi cổ lại cho nó nuốt, đến khi nó no thì cắn rải bỏ cho đến máu chảy thành sông, thay trôi lẩn ngẩn, chừng đó ai muốn vớt thay thì cứ xuống ngang chợ mớ mà vớt. Vậy thì lúc đó đó là Đức Thầy đó là tiên tri là ông Năm sẽ có ngay chỗ to đó. Và hai nữa, hiện nay cái cồn nó lại nổi gần đó. Vậy thì là cái điểm này là tương chi sau này sẽ có ông Năm trị những cái người hung, còn nếu người hiền thì chúng ta đi được linh lưng. Và hôm nay thấy cô bác tắm rất là mát mẻ và vui cười. Vậy thì cô bác tắm thì cô bác phải nhớ, thì chỗ này sau này sẽ có ông Năm, thì chúng ta ráng tu hành làm lành lắm dữ, để sau này khi có việc mà đến đó thì chúng ta cũng được Phật và chờ che chở cho chúng ta. Mà Đức Thầy viết là cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sau tiêu diệt. Và hai nữa là khuyên trong lê thứ trẻ già, tu hành hiền đức Phật mà cứu cho. Vậy thì hôm nay cái cồn đó nó mọc đó là cũng có cái điềm, đó là cái điềm mà thở xưa mà Đức Thầy đã tiên tri sau này sẽ có ông Năm đó. Ông Năm là sẽ trị những cái người hung. Và hai nữa đó là nói về ông Năm mà mẫu chuyện mà khi mà ông Định Tây được định Phật Thầy Tây An đó đi công chuyện đi, khi đi xuống vùng láng đó thì dọc đường ông Định Tây mới thấy của ông vợ tiên sinh đó đang mà mang bụng chuẩn bị đẻ thì không có chồng ở nhà. Thì ông Định Tây ông thấy vậy, ông lo làm giường rồi ông rước mụ về để mà giùm để mà đỡ đẻ. Thì trong khi sanh rồi đó thì ông Định Tây ông ra về, thì chồng của cô này tên tiên sinh đó ông mới về, ông bắt rắn bắt rùa ở ngoài đồng ông về. Thì ông Định Tây ông thấy trong giỏ có con sáu con mũi đỏ mà có năm giò, ông rất thích.
ổng tính sinh đi, nhưng mà ông tiên sinh này ổng thấy gì thọ ơn ổng mới cho. Khi đem về nuôi thời gian đó lớn dị thường, một hôm nọ cái nào ông xấu này ổng bỏ đi, ổng bỏ đi rồi sau này ổng mới trình với Đức Phật Thầy đó, rồi Phật Thầy mới cho ổng một kính lữ khâu, lữ mông, hai cây lao, rồi một sợi dây để sau này để có trừ ông Năm. Nhưng mà từ đó tới sau là ông Năm ổng lội từ ở trên mà đình Thái Sơn đồ ha, dài xuống là tới Dầm Nao ổng ẵng tới giờ. Hôm nay Đức Thầy ra đời, Đức Thầy cũng tiên tri mà theo tiền kiếp của cái Đức Phật Thầy Tây An cũng thầy mình chuyển kiếp. Vậy thì hôm nay chúng ta thấy được cái cồn đó, chúng ta được tắm đó và mát mẻ thì chúng ta sẽ hiểu chỗ ta tắm đó là sau này gần kế đó sẽ có ông Năm to lớn để mà sau này ông trị người hung. Cho nên cô bác chúng ta tắm tắm chúng ta phải ráng về làm hiền lành lánh dữ và theo chân lý của thầy dạy thì chắc ăn sau này cô bác sẽ được đi lên lưng. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi cái đường này thì hôm ngày thì dậy sống trên cộng đồng mạng người ta nói những cái điềm gì đó tại cái cồn của sông Dầm Nao, theo ý cá nhân của huynh thì huynh cảm nhận như thế nào mà huynh chia sẻ cho bà con mình nghe chung? Dạ kính thưa toàn thể quý vị, cũng như câu chuyện mà Đức Thầy dạy đó, lộ vẻ từ bi và thể hiện từ bi. Thì trước nhất á, thời xưa đó có câu chuyện là khi mà bầy cò đó nó biết trước 20 năm nó sẽ về ở tổ đình đó, thì trong lúc đó có mấy ông quận ở trên Tân Châu rồi xuống để mà xin Đức ông bắn cò để về nhậu chơi. Thì trong khi gặp Đức Thầy, Đức Thầy mới ra thầy nói đó, lời cầm điểu nó cũng có vợ chồng, cũng có chóng máy ấp yêu, mấy ông một hai con mà mấy ông giết nó ha, cả đàn nó bậy gì nó bay đi, nó bỏ con bỏ trứng thì cái tội này ai hưởng. Thôi giờ mấy ông về đi mà bảo đảm mấy ông không có bắn được con cò nào đâu. Thì vừa nói xong đó quý vị, thì trong lúc đó đó bắt đầu hai cái tướng quân kia đi về đi. Rồi lúc đó thầy mới nói mấy ông về đi chút xíu là sẽ có cái sự điềm, mấy ông đừng có sợ. Thì vô tình ông này, hai cái quan lính này mới về, chìa thì vô tình đó mới gặp được cái con chim khoang cổ mà cái thằng bé nó cho hay. Thì ông này còn có viên đạn thôi, bắn một phát mà chết hai con đó, mới đem về trình với ông quận này kia để nói gì đó. Nó ở Hòa Hảo thì xuống bắn mà tại sao gặp ông cậu Tư ông nói vậy vậy đó. Thì đó là một cái điềm, là nó điềm cò là biết trước 20 năm. Và hôm nay đây là cũng có cái điềm mà tôi thấy quý vị, đây là cái điềm nó bình thường thôi, đây là một cái cồn là nó nổi để chúng ta là xuống tắm cho mát mẻ và biết rằng đó là bên lỡ bên bồi đó. Nhưng mà cái điềm này nó là nó cũng có cái quyền diệu mình không biết trước được, nhưng mà chỉ biết là chúng ta xuống đó tắm mát mẻ. Và hai nữa là cái cồn này nó gần cái Dầm Nao đó, mà chúng ta phải ráng tu hành, bà con đừng có băn khoăn cái gì hết, chúng ta vẫn đi giếng, vẫn đi cúng đó, vẫn đi tắm mát mẻ, rồi chúng ta ráng về chúng ta làm hiền lành lánh dữ và ráng tu hành để sau này chúng ta sẽ được ơn trên chờ Phật cứu độ. Và sau này nữa đó chúng ta sẽ được coi ông Năm đó, là ông sẽ ăn những người hung tại ngay chỗ sông Dầm Nao này. Nam mô A Di Đà Phật. Hỏi mấy hôm nay nghe người ta nói là tắm cồn gì hết bệnh này, vấn đề này huynh nghĩ sao? Mà anh nay chia sẻ cho bà con nghe biết. Kính thưa toàn thể vị, Đức Thầy dạy câu là nói là cơn bệnh hoạn càng không tránh nổi, còn mang thêm tật nọ tật kia. Và hai nữa Đức Thầy chỉ chúng ta đó, thầy có viết đoạn văn đó, thầy có viết cái đoạn văn là dí thầy xác thể phải còn đau, hào huống chi con tránh được nào, quả dữ trả rồi nhân thiện đến, nếu thầy đắc đạo bỏ câu sao. Vậy thì Đức Thầy là một vị Phật lâm phàm để độ chúng sanh, mà trong khi đó Đức Thầy cũng mang cái xác trần, thầy cũng phải bệnh hoạn. Còn cái vụ mà quý vị nói mà tắm để mà hết bệnh đó là không phải, đó là chúng ta là lọt vào cái sự dị đoan mê tín, là chúng ta đó là tin nói rằng là tắm hết bệnh. Nếu hết bệnh thì mọi người ai cũng dồn dập để mà đi tắm rồi, phải không? Có chừng tắm, có chừng là không còn cái chỗ chứa đó.
nhưng mà chúng ta hiếu kỳ cái là thấy cái cồn này nó lạ rồi chúng ta mới đi tắm đó, là để chúng ta hiểu được là cái cồn nó lạ là chúng ta tắm cho nó mát mẻ để mà hiếu kỳ vậy thôi, cho vui vẻ vậy thôi, chứ ngoài ra tắm nó không phải hết bệnh đâu. Giống như quý vị thấy nhầm người đó ha, người ta đi lại sám hối á, có thể là người ta nó trừ được cái tội, nhưng mà không phải vậy. Chúng ta lại 1000 lại đi nữa mà cái tâm chúng ta không sửa thì không đạt gì. Mà Đức Thầy dạy cái câu là tự chữ tự hối nào đâu có lạ, là ăn năn cải sửa tâm lành. Có nghĩa là trong tâm của chúng ta đang làm những việc gì nó trái với lương tâm thì chúng ta tự hối cải, từ đây tới sau chúng ta sẽ trở lại sửa cái người đúng đắn hơn và sửa cái người đàng hoàng hơn. Đó là chúng ta tự chữ tự hối đó. Còn nếu mà lại sám hối mà trừ được cái tội và trừ được những cái sự tội lỗi của ta và trừ được cái sự mà mình làm những gì trái với lương tâm thì thế gian này ai cũng làm được. Cô lại 100 lại thì tu lại cũng được vậy, nhưng mà không có. Chúng ta phải là sửa ăn năn. Cũng như Đức Thầy dạy là Nam Mô Mô Phật Từ Bi, miệng thì niệm Phật, lòng thì tà gian. Vậy thì chúng ta niệm Phật mà trong lòng chúng ta gian ác là quý vị niệm không đến đâu hết trơn. Niệm Phật thì chúng ta phải đạt 4 đại đức của Phật: đức từ, đức bi, đức hỷ và đức xả. Quý vị biết rằng đó, thở xưa mà Huyền Trang đó, khi đi thỉnh kinh đó, có lúc đó là gặp quỷ yêu ngài nè, thương ngài. Có lúc gặp quỷ nó muốn ăn thịt ngài. Nhưng mà tại sao ngài lại lấy lòng từ bi để quá độ chúng? Bởi vì cái tâm của Huyền Trang đó giống như tâm Phật vậy đó, thương hết thảy cả chúng sanh thôi. Chứ ngoài ra không phải quỷ mà ăn thịt ngài mà ngài ghét. Thì hôm nay chúng ta cũng vậy, niệm Phật chúng ta phải đạt 4 đại đức đó: không sân, không si, không giận, không hờn. Và việc những việc thế trần này chúng ta không điều nhiễm, chúng ta niệm mới kết quả. Chứ niệm Phật mà chúng ta nhiễm đủ thứ rồi đâu có được. Thì hôm nay chúng ta cũng vậy. Quý vị nào mà có tắm xong ở Dầm Nao và cái cồn ở ngay chỗ Bình Thủy đó thì chúng ta tắm mát mẻ và thôi. Và hai, chúng ta tắm thì chúng ta ráng gì ăn chay hiền lành niệm Phật. Để hôm hồi sau này đến có việc đó ha, thì sau này Đức Thầy tiên tri chỗ đó là có ông Năm để trị người hung đó. Thì hôm nay chúng ta tắm, chúng ta hiểu được thì chúng ta ráng tu hành và ăn chay niệm Phật làm lành, thì sau này có việc đến là chúng ta sẽ được Đức Thầy cứu độ. Nam Mô A Di Đà Phật. Hai ấy luôn á, nói về bé Tường Lam luôn á. Anh làm hay lắm, em không có đợi chưa. Con ngờ đứng giữa sông luôn ha. Giờ lội ra lội vô được luôn. Khỏi đi đò luôn. Mình cũng tính nhảy xuống luôn nhưng mà thưa quý vị thì những gì lạ mới thì bà con cũng hưởng ứng cho nó vui. Xin lặp lại, chúng tôi ghi hình hưởng ứng phong trào cho nó vui ha, chứ không tuyên truyền những gì mà nó mang cái tính chất là màu nhiệm vậy chứ nha. Chứ bình thường thì người ta ra đây tắm cồn thôi, chứ đơn giản là như vậy cho nó vui trong những ngày chủ nhật, thứ bảy. Và chúng tôi
nước đầy lắm, không có gì nữa đi. Để coi. Đây em cụ xuống tắm luôn. Đây lên một người xuống kêu lên. Rồi rồi. Lên hả? Lên hả? Rồi. Mà đứng tới đầu gói này các bạn. Đó. Ok, xin chào quý cô chú anh chị em cô bác. Quá chàng quẹo gì ơi, quá chàng người ta tới rồi nè. Có những ông lão bà lão cũng ra cho nó vui luôn nè. Hưởng ứng phong trào cho nó vui. Thưa quý vị, đây là đầu nguồn của sông Dàm Nao. Còn Mỹ Mỹ xa xa ở dưới mới là cái gúng sâu. Dàm Nao được sách sử ghi lại nơi đây được có mệnh danh xưa. Dạ, ta gọi đó là Hồi Qua Tỷ. Kêu anh là sao kìa? Con mất quay à, kêu anh là sao á? Ta gọi đó là Hồi Qua Tỷ. Hồi là trở lại. Tỷ là nước sấy á, nước hồi là trở lại, tức là cái dòng nước sấy nó quay trở lại gấp dòng, tức là từ giao nhau của tiếng sông Hậu và sông Tiền. Ở đâu bán vậy? Đấy, cậu chạy đi mua cho. Sắc quần gì, lỗi xuống đây sắc quần gì? Rách xà mỏng hả? Dạ. Yeah. Rồi, cảm ơn luôn. Rồi, cảm ơn cô. Kêu ngoại xuống luôn ngoại ơi. Giờ đứng lên quay một vòng tổng thể cho quý vị xem nè. Bên kia là bờ của Phú Tân, bên đây là bờ của Bình Thủy. Đây là bờ của Phú Tân, bên đây là bờ của Bình Thủy. Hồi em bé vậy ông ngoại xuống luôn hả ngoại? Tớ lên rồi. Rồi xuống luôn ngoại ơi. Rồi giờ phóng xuống đi bà Hai ơi. Đây bà Hai đó nè. Đây là cô bé miền Tây. Quá xôn xao, quá nhộn nhịp quá vậy ơi. Quá xôn xao, quá nhộn nhịp à. Quá xôn mà. Rồi. Thưa quý vị, từ ông cụ lão cho đến người già người trẻ gì đều tắm cho nó vui vậy mà. Thank you.
thì xa xa có hai cái cây cũng đặc biệt quá ha, hai cây cao nhất, cao song song. Chụp chú ba đi cháu, ngoài ngoài cái đi. Vô vô chụp chú bà ngoại luôn, chụp chú bà ngoại luôn. Quá yêu đời quý vị ơi, dì hai nó quá yêu đời kìa. À, ga từ ở bên ngoài đổ ra vô cùng nhộn nhịp quá vậy. Ở xa xa kia ghe đều tiến tới bên cánh Phú Tăng cũng tiến tới nữa kìa. Từ đây cho đến khoảng 4-5 giờ chiều. Chà găng luôn à, lấy cát chà găng luôn à. Đây có bà cụ tắm luôn. Càng ngày càng đông mà tiến tới rồi, quá nhiều rồi. Thôi bây giờ chúng tôi xin tạm biệt cho quý vị, chúc quý vị an lành và hạnh phúc trong cuộc sống ha. Hẹn quý vị đến ngày 22 lễ ông cố tại Bỉ Thưa Lò Gèn Đức Cố Quảng Trần Văn Thành. Mời quý vị đồng hành với anh em chúng tôi trong những ngày lễ kế tiếp ha quý vị. Xin tạm dừng tiếng và chúc quý vị thật nhiều bình an. Kênh của chúng tôi chia sẻ hai mảng nội dung, một là lễ hội, hai là truyền tải những bài thuyết trình của anh em đồng đạo. Quý vị có ghé thăm một lần thì vui lòng đăng ký để những cái bài giảng mới nhất được xuất hiện trên điện thoại của quý vị. Chúc quý vị được bình an. Tới đây sâu hay gì nè. Tới đây sâu rồi nè, tới mé kinh cạn và có một khúc này hơi sâu một chút xíu. Rồi, tới bờ.